Bà em đưa tiền cho đi mua bán hả? Coi chừng mất hết ráng chịu á nghe. Thấy Ngọc Nữ có ý muốn cho Út Khờ tập tành buôn bán, Tính lại sinh lòng ghen tức, tìm cách hãm hại. Sao sáng giờ chồng buôn bán sao rồi? Ta sáng giờ ta chưa buôn bán được gì hết mà ta xài hết 3 quan tiền rồi. Hết 3 quan tiền? Nguyên một bầy dịch từ con đầu tới con đít chỉ có 10 quan thôi. Đúng rồi. Dịch của tao thả đồng mà tại sao mày dám bán? Con chú kia đứng đây nè, nó là chủ của bầy dịch này, vậy là ông lừa em rồi. Ta thấy tội nghiệp quá, ta cho nó 3 quan tiền. Liệu Ngọc Nữ có giúp Út Khờ thành công trong khi Tính vẫn luôn dùng nhiều chiêu trò để phá đám? Đón xem tập tiếp theo của bộ phim cổ tích Gái Khôn Được Chồng, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1.